Chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với chuỗi hướng dẫn video của game 100 trong nhóm mẹ học vì con Chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên Bài Time to Wake Up Và tài trợ cho video của chúng ta ngày hôm nay đó chính là một chiếc điện thoại Xiaomi Note 7 Một chiếc bảng Hai chiếc bút Và hai cái bóng điện 40W Câu đầu tiên chúng ta sẽ có là Wakey Wakey Mình cùng xem phiên âm của nó nhé a w a w k i ghép giống như tiếng Việt wakey 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 câu số 2 nhé mình vào từng từ nào đầu tiên là một nguyên âm đôi i t i m mm, time time t u To. A W A k Wake Wake Up 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 Và chỗ này chúng ta thấy có nối âm này Đó là wake Kết thúc bằng âm c Nối với up Mình sẽ có là cup Cup Wake Sorry Wake up Wake up Ok Mình cùng đọc nhá Time to wake up. Time to wake up. Mình sẽ tiếp tục với câu thứ ba. I can wiggle my fingers. Rồi, từ đầu tiên mình sẽ có nguyên âm đôi là I. I. K. Âm này là âm e bẹt nhé. E. E. Can. Can. Âm này thì sẽ có hai âm tiết âm tiết đầu tiên và âm tiết thứ hai. Rồi, âm tiết đầu tiên nhé W i we. Âm tiết thứ hai nào? g ơ o. Âm o thì lưỡi của chúng mình đưa lên trên răng trên nhá. Ờ g G We G Và trong âm rơi âm đầu tiên này, vậy mình sẽ đọc to âm đầu tiên lên. We go. We go. We go. Tiếp nào. Nguyên âm đôi ai m Ai mày. âm tiếp theo cũng có hai âm tiết nhé âm tiết đầu tiên là mình sẽ có là Y i Ừm, âm này thì chúng ta đọc giống như âm ng nhưng mình không phát không bật ra là ng mà mình sẽ giữ nó ở bên trong ng, ng, phình phình rồi tiếp nào g ơ ờ. âm ờ là mình cong lưỡi vào nhé Uh, no. g r nào g g và đây là số nhiều cho nên mình sẽ có cái z ở đằng sau nhé fingers fingers alright I can wiggle my fingers I can wiggle my fingers câu tiếp theo mình vào đọc từng từ một nhá I I c, e, n, can W I We G, Ơ O, G Trong âm rơi âm đầu tiên, mình sẽ đọc là Wiggle Wiggle I M I My T Nguyên âm đôi là O O Z Toes t Toes Mình đọc chậm từ từ một nào I Can Wiggle My toes. I can wiggle my toes. Tiếp tục nào. Rồi mình sẽ có time for school. Trong trong này thì mình sẽ có một vài cái thú vị mình xem nhé. Đầu tiên là nguyên âm đôi là I. T, I m, time time. Âm tiếp theo nào. F, o, R. Er. Âm R er là nhớ cong lưỡi nhé. R. Er for for rồi tiếp nào à, một phụ âm sk cái này nó nối bởi hai âm nhưng mà khi đọc thì mình không đọc là school hay là s. oh no rồi mình <laughs> mình sẽ đọc là sk ghép vào với nhau sk. sk nhanh hơn nào sk sk, sk. good tiếp u o ờ. o ờ. âm l thì lưỡi đưa lên trên răng trên nhé o ờ school, school, school. Alright, mình sẽ đọc từng từ một nào. Time for school, time for school. Tiếp theo với một câu cực kỳ hay ho. À, mình cùng xem nhé. I, I. Ok, âm này này, mình sẽ đọc là O, oh, O. Oh. Và âm N đằng sau mình sẽ đọc là âm N. N, mình nối vào nào own 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 own, own know, da d on t don't don't nhớ bật âm cuối nhá don't tiếp w a a n an an t, want want Nhớ bắt âm cuối này want Ok T U Two Two Rồi, tiếp nào G E T Get Get Up 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 Rồi, chỗ này thì sẽ có nối âm nhé Đấy Nối một phụ âm với một nguyên âm liền đằng sau này Mình nối vào với nhau mình sẽ có là Get up Get up nhưng mà sao nghe nó cứ hơi giống âm đờ đúng không? Thì ở đây nhá, khi mà một phụ âm nó kẹp giữa hai nguyên âm như thế này Thì nó sẽ có khuynh hướng chuyển sang thành âm đờ, đờ. Khi này mình có thể đọc, đọc là get up hoặc là get up đều được Nhưng thông thường ở trong các video ấy Thì mọi người hay nói là get up Đờ đờ Get up Get up Alright Nhớ bật âm cuối này Mình đọc từ từ một nhá I don't want to get up Alright I don't want to get up. mình sẽ đến với câu cuối cùng trong bài ngày hôm nay nhá. mình sẽ có là, q, a, mm come, come, a, N mm an, come, an. nghe hơi ngang ngang đúng không. <laughs> nhưng ở đây nó sẽ có nối âm nhá. đấy, M nối với, a. mình sẽ có là, command, command. ờ, uh, có nhiều người đọc là, come on thắt thắt nhận diện được Người nước ngoài nghe hiểu được mình cũng có thể nói như vậy được Thực ra là nó có rất nhiều quy tắc phát âm mà mình không, mình không biết hết Mình chỉ biết là Cái cách đọc phát âm đơn giản như thế này thôi Nhưng mà khi mà mình đọc là come on cũng được mà come on cũng được Nhưng mà nghe trong một cái bài hát nào đó ấy, thì người ta có cái bài là Come on, come on Câu tiếp theo nhé Mình sẽ có là yeah Âm này hạ cầm này Yeah, yeah u u rồi, you Nhưng mà you này nó có phải trên và hai chữ L này Là viết tắt của từ will You will Thì mình viết tắt như thế này thì mình phải bật cái âm ờ ở cuối lên nhá Mình sẽ đọc là you You all Ờ, 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 ờ. lên trên răng trên này Tiếp B E B B Rồi, nguyên âm tiếp theo là A L A T Late Late Ok You'll be late. You'll be late. Come on, you'll be late. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hy vọng là chúng ta có thật nhiều niềm vui trong lúc học tập. Thank you.